Mình đưa mỏng tay dao ra để rửa, mình không ấn sợi dày nó vào. Ô chị ơi, em nghĩ con nói thôi, có một cái thì bỏ đi luôn. Nên là không dám đưa dao mạnh tay. Bởi cái mặt nó làm sát bụng luôn rồi. Các muống thì non nhỉ bố nhở? Thank you.
cái gì không? Cá này, con cá. Ôi. Đây 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 đây. Con về thay quần áo thì để bố cắt lúc nữa xong rồi bố về nhá. Bố cắt được không? Được, xong để bố cắt thêm lúc nữa. Cá này để làm gì hả bố? Xong rồi con này về xong rồi cho nó vào xong rồi con thay quần. Thôi con đi về thay quần áo đi nhá. Vâng. Ừ. Con đi về. Chắc cháu nó dậy mà. Nó lên nào nhỉ? Thank you.
xong rồi có thể vỗ vai, xong rồi vỗ cá con nhỉ, cá con nhỉ.
Ăn cơm con này. Bố ăn cơm đi. Ỉu quá. Tại béo lắm con. Dai nhỉ. Đi bố. Con ăn đi. Bố ăn đi. Bắt được phân phát thôi. Hơi gần hao hồi để dành một con ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.